tục đi thăm bản nha cả nhà. Có hành này cả nhà, có hành có con nãy à. Ngon lành không, đá này còn gắn nhiều lắm nha cả nhà. Mệt quá mệt, tôi dẹt tới khúc một à, dẹt không nổi nữa. Bữa nào thư dẹt thêm tới trong đây nè, trong đây gắn xuống. Tôi nghĩ là trong đây cố gắng xuống đây cả nhà. Quá mệt đi thôi, bữa nay đi thăm là không có đem chuột luôn cả nhà, nhưng không có chuột để thay luôn á. Nhưng còn một cái ở đây ta, hồi quay bắt cắn bắt quay cho cái nào nha. Hai mô hành đến ba con, qua bạn bắt hết con rồi, bắt về con rồi, chụp cái dính ba cái còn đòi gì nữa, ngon rồi nè. Quay đi thật cầm đi, còn đang máy á, bắt ra cho. Hai mô hành ngon em ơi, còn chào báo nè. Tôi tối đây. Trời ơi, cái nữa. Đây thứ hai. Hai em này chừng cảo một cái gì vậy? Có con chuột không anh em? Có tí không? Cái thứ hai. Cái này mà có chuồng giọng lại cũng ngon lắm nha. Nó đang tuổi lớn á. Đập lưới được một cái này. Anh em ơi, hai đứa, ồ tôi bị lủng rồi, hồi có bị sọt ra không đó. Rồi tới mấy cái tiếp theo có, tôi quay cho anh em coi tiếp nha. Tiếp tục đi tiếp. Tiếp theo này cả nhà, tôi là thấy bình lớn đẩy đẩy ra rồi cả nhà. Đẩy ra có cả nhà. Hay là lốt để nào. Phải hành như này. Ngon rồi. Thôi rồi, tụt phải nguyên nó lại. Thôi vô, thôi vô, thôi vô. Mới vô cái nhà. Nè cái nhà ơi, tôi bắt cái gà này nè. Mới vô chuột coi nguyên, mừng là chuột coi nguyên hết chuột luôn rồi nha. Em này bự hơn em hai em nãy xíu nha. Đó. vô nãy chúng hội hành này cả nhà ơi. Có mồi nhậu rồi cả nhà ơi, có mồi chiều nhậu rồi.
ký rồi cả nhà. Đặt lại cả nhà ơi. Này cái tiếp theo cứ dính tôi quay cả nhà coi nha.